Kính thưa cùng tất cả quý Phật tử, bây giờ cho quý vị 30 giây để tự suy gẫm lại cuộc đời của mình. Khổ nhất là điều gì? Quý vị cứ suy nghĩ đi. Mình đang bị cái điều gì nó làm cho mình khổ nhất? 30 giây rồi thầy hỏi quý vị trả lời nha. Mười giây đã qua. Bây giờ ai xung phong trả lời trước? Họ mời cô đi, ngồi đây nè. Dạ. Dạ, cô có thể trả lời cho quý thầy với đạo tràng được biết coi, hiện tại bây giờ cô khổ nhất là điều gì? Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bạch Đức Thạch thầy, con cảm thấy trong đời mình khổ nhất là không biết niệm Phật, không biết quy Tam Bảo. Không biết niệm Phật, không biết quy Tam Bảo là khổ nhất. Dạ, trong đời mình là khổ nhất là như thế. Vậy là cô có quy Tam Bảo rồi, dạ. Có niệm Phật rồi. Dạ. Nhưng mà cô có bớt khổ chưa? Dạ bớt. Bớt rồi hả? Được rồi, chúc mừng cô. Rồi, xin đạo tràng cho ông chàng vỗ tay đi. Bây giờ thầy mời một người ở giữa đạo tràng. Rồi mời bác tóc bạc ngồi kế anh quay phim đó. Dạ, chuyển cái máy xuống, con chuyển xuống. Bác nói máy để mọi người nghe. Giờ bác cho thầy với lại đạo tràng biết coi, hiện tại cái gì làm cho bác khổ nhất? Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa thầy, theo con khổ nhất là bệnh. Khổ nhất là bệnh. Phải không? Còn không bệnh có khổ không? Dạ, không trả lời là biết không bệnh cũng khổ rồi. Rồi, cảm ơn bác. Bệnh cũng là một nguyên nhân để đưa đến cho mình khổ. Rồi, bây giờ bác truyền cái micro ra phía sau đi. Bây giờ xin phép hỏi một vị ở phía hàng cột bìa đây nè. Đây, hàng cột bìa. Đó, có một bác mang mắt kiếng. Đó, đang bịnh tay lên miệng đó. Mà mắt kiến kế cây cột chỗ con bé bằng áo màu lam đó. Bé nhỏ nhỏ đó, bác trả lời cho thầy biết. Tại vì bác lớn tuổi nhất ở cái xóm đó, chắc chắn là bác có nhiều nỗi khổ trong cuộc đời. Bây giờ bác nói thì người ta tin hơn. Rồi mời bác đứng lên. Mời bác đứng lên để cho mọi người xem cái dung nhan đó bây giờ ra sao. Rồi bác có thể nói cho thầy với mọi người biết coi, hiện tại bây giờ bác khổ nhất là điều gì? Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ, đời con khổ nhất hồi nhỏ tới lớn, nhưng phải mới khổ đây thầy ơi. Con... trời ơi, khổ mà cười ha ha. Vậy thì đâu có khổ, bác trả lời lại cho thầy nghe coi. Dạ. Chứng tỏ là bác nói không có đúng rồi. Dạ. Người ta khổ người ta buồn chứ đằng này mà cười ha ha mà khổ cái gì? Dạ thưa thầy, con khổ là tại vì không là con không có ông xã, là con khổ ông xã ông không có tiếp con được cái gì hết. Năm nay con 71 tuổi rồi, con không có làm cái gì hết trơn, ngày con khổ là nhiêu vậy thôi chứ con không có khổ gì nữa hết á. Bao nhiêu đó khổ cũng muốn chết rồi chứ mà khổ gì nữa. Đó, mấy ông thấy chưa, tại sao mà bỏ cho người ta phải đau khổ như vậy, không có tiếp tay tiếp chân gì hết. Rất là cảm ơn quý Phật tử đã nói rất là thật ở trong cuộc sống của mình. Chắc có lẽ bác ở chính giữa đây là bệnh hoạn nhiều, cho nên là cảm thấy bệnh là cái điều đau khổ. Rồi bác ở dưới là có ông xã mà 71 tuổi rồi cũng cảm thấy khổ, vì ông không có tiếp tay tiếp chân gì hết. Phải không bác? Nhưng mà lần sau thì đóng vai buồn chút người ta mới tin. Chứ lần này cười há há từ đầu tới cuối mà nói khổ ai hàng tin. Phải không? Giống như mình nói chỗ tôi nghèo quá mà đeo hột xoàn từ đầu tới chân, sao ta tin được? Đơn giản đẩy tay đẩy chân hết rồi nói nghèo là ta không có tin đâu. Con đâu có nói con nghèo, con nói con khổ thì ông không có ông xã thôi à. Lành thế ớn không? Trời ơi khổ quá, người ta thí dụ bà ơi. Dụng văn hết trơn còn cãi nữa. Con đâu dám cãi thầy đâu. Có sao nói vậy á. Dạ cảm ơn quý Phật tử rất là nhiều. Thật ra lâu lắm rồi thầy mới trở về miền Tây mà cảm nhận được cái không khí của miền quê. Rồi Phật tử tới nghe pháp cũng chân quê thiệt thà. Có làm sao nói vậy thầy ơi, ha ha.
Bây giờ nếu như chúng ta nghèo, chúng ta cũng có thể chịu đựng được, phải không? Cơm dưa đạm bạc, dầm mưa dãi nắng, buông gánh bán bưng, chúng ta có thể chịu được. Nhưng mà có một điều gì đã làm cho lòng của chúng ta không yên, làm cho chúng ta thổn thức, năm này qua năm nọ như vậy, quý vị sẽ khổ nhiều lắm. Bây giờ, nếu như nói nguyên nhân từ đâu để dẫn đến những nỗi khổ đó, nếu có thời gian, chúng ta sẽ có thể nói 10 năm chưa hết tất cả những nguyên nhân làm cho chúng ta khổ trong cuộc đời này. Và hôm nay, trong cái thời gian hạn hẹp, hai quân đệ của chúng tôi sẽ trình bày cho quý vị biết được 5 nguyên nhân chính để làm cho chúng ta đau khổ. Đó chính là 5 thứ mà chúng ta ham muốn ở trong cuộc sống này. Do chúng ta ham muốn mà khổ, cái gốc là do chúng ta ham muốn mà chúng ta khổ, còn không ham muốn là chúng ta không có khổ. Thiệt. Cho dù chúng ta ham muốn tốt, nó cũng vẫn có mầm mống để đưa tới sự đau khổ cho con người. Thí dụ như bây giờ chúng ta muốn đi tới chùa tụng kinh, muốn đi tới chùa tụ niệm Phật, muốn đi tới chùa tu tập, nhưng mà bây giờ cái chùa này nó rách nát hết, như ngày xưa nước ngập đó, thì quý vị có tới tu được không? Có khổ không? Cũng khổ. Người khổ đầu tiên nhất là ai? Mấy sư cô ở đây. Thầy mới nghe báo cáo rồi. Hồi đó nó thấp ở dưới con bơm cát lên 4 mét tới hết, tốn mất 75 triệu. Tới đây thầy lấy thông tin nhanh lắm, điều tra nhanh lắm. Bơm cát lên bị giải tỏa bên kia, đi làm bên đây nhà nước bồi thường cho 400 triệu. Thấy tội nghiệp quá. Quý vị nghĩ đi, bây giờ đó cầm 400 triệu làm cái chùa sao làm nổi bao nhiêu sự bức xúc của Phật tử muốn tới chùa tu tập, ngày bình thường còn đông như thế này, rồi rầm vía rồi lễ lớn rồi làm sao? Cho nên tất cả những cái đó đều làm cho chúng ta khổ, dù là hướng về thiện. Để mình biết được cái gốc chính ham muốn là đau khổ. Ham muốn cái gì? Cái thứ nhất đó là ham muốn về vật chất. Ham muốn về vật chất. Có một vị Phật tử đó tới nói: dạ thưa thầy, con bây giờ con già rồi, con không còn ham gì nữa, con không còn thiết tha gì trong cuộc sống này nữa. Tại vì con của con 7 đứa nó có gia đình, nó thành đạt hết rồi. Chồng con thì ổng cũng mới vừa chết năm ngoái rồi. Bây giờ con không có ham gì hết trơn trọi. Bây giờ con muốn vô chùa, con ở, con gửi cả cái tuổi già của con vô trong chùa đó. Nhưng mà cái phòng nào có máy lạnh thầy cho con ở. Thầy nghe phần đầu cũng ngon dễ sợ không? Bỏ hết á, vô chùa tu. Nhưng mà có máy lạnh mới tu nha. Không có máy lạnh không tu. Rõ ràng bác này cũng là bỏ hết tất cả những vật chất, những thú vui không cần. Ở đây muốn nói về vật chất đó là tài sản. Tài sản này không có phải tính ở trên cái số lượng, mà tính ở trên cái tâm lượng của con người. Cái tâm lượng của con người mới làm cho mình khổ. Quý vị biết, có một lần đó, thầy đợi xe ở bến xe đó, thầy thấy có hai đứa nhỏ đó, nó giận nhau, nó đi bán vé số mà thấy tội lắm. Hai đứa con gái, một đứa 8 tuổi, một đứa 5 tuổi, nó giận với nhau đi bán vé số, thầy thấy tội nghiệp quá. Thầy cho tiền, cho tiền nó, mà thầy thấy tầm lem túi lụa, chắc có lẽ là nó không có được ai chăm sóc, rồi nó bệnh hoạn này kia. Thầy hỏi nó con cái nhà ai, nó mới nói là nó không có cha, cha nó đi rồi, bây giờ chỉ còn mẹ nó cũng đi bán, rồi hai chị em nó bán ở đây. Thầy hỏi ở đâu, cái nó dẫn thầy đi tới cái chỗ đó ở chen vô một cái góc nhỏ xíu à, đủ một cái chỗ nằm, thầy nghĩ hai người nằm là hết rồi. Tại nó bề ngang con mét mà ba mẹ con nằm ở trong cái góc đó che phía trên. Ở đó, rồi nghe ở bờ, ở bụi vậy. Thầy mới hỏi bây giờ đó, hai đứa con có chịu đi tu không? Thầy gửi vô trong chùa, được đi tu, được đi học. Nó trề cái môi liền, nó dạ không. Thầy hỏi sao? Nó cạo đầu thấy ghê lắm. Trời ơi,
nó đụng chạm vào nỗi đau của thầy. Nó cạo đầu thấy ghê lắm mà nó trả lời rất là lẹ nha. Nó trả lời nhanh vậy. Nó cạo đầu thấy ghê. Nó trời đất ơi. Nói kiểu thế thầy Minh Thuận thấy nghe thấy cắn lưỡi thấy chết á. Nó trả lời thiệt là nhanh. Rồi thầy nói bây giờ đi vô chùa đi. Cái nó nói ở trong chùa có búp bê không? Cái nó chạy vô nó khoe thầy có con búp bê, không biết ai dục cái đầu nó lụm mà thấy ghê vậy đó. Tóc nó rớt hết một nửa, còn nửa cái đầu à. Nhìn con mắt nó để xuống thì nó nhắm lại, để là nó mở mắt ra. Và bóp vô cái nó khóc que que, thầy nghe cái đó mới thấy ghê đó. Vậy mà nó ôm con búp bê nó, tài sản của nó là vậy. Cái thầy mới nói vô trong chùa đó là chẳng những có búp bê mà còn có xe đạp, còn có dép cuốc thế này kia. Nó nói vậy hả? Vậy thì con đi, để con về con nói với mẹ con để cho con đi vô chùa. Nhưng mà con phải đem con búp bê này theo, quý vị thấy tài sản của nó. Nhỏ thôi, nó vẫn bám víu. Con người ta tham đắm vào những cái lớn á, mình không nói gì. Ngay cả những cái lặt vặt nhỏ cũng không rời được ở trong cái cuộc sống của mình. Cái đó làm cho mình khổ. Thì quý vị sẽ nghe thầy Minh Thuận nói nó rõ hơn về vấn đề mà tham đắm vào tài sản vật chất mà con người phải chịu khổ. Tại vì thầy từng sống ở Ấn Độ, tức là một cái nơi rất là khổ mà thầy cũng khổ. Vâng, xin quý vị cho một tràng vỗ tay để chào đón Đại Đức Thích Minh Thuận. A Di Đà Phật, kính thưa quý vị Phật tử, trở lại cái câu mà thầy Thiện Thuận vừa nói qua, đó là cạo đầu thấy ghê quá, thì nếu mà thầy Minh Thuận có mặt đó thì ông thần cắn lưỡi chết. Quý vị có đồng ý điều này không? Quý vị có tin rằng nếu mà thầy đây có mặt tại cái hiện trường như vậy thầy đã cắn lưỡi chết không? Không. Cảm ơn quý vị, quý vị mới gặp thầy lần đầu tiên mà quý vị tự tin như vậy thì thế thì thầy sẽ đưa ra dẫn chứng để cho quý vị càng khẳng định niềm tin của mình thế này. Nếu mà thí dụ thầy đứng trước mặt của em bé đó thì thầy sẽ hỏi em bé đó thế này. Bây giờ là các con nhìn thấy như là cầu thủ bóng đá Ronaldo đó, nổi tiếng thế giới đó, như vậy là trọc đầu phải không? Thưa quý vị, thì như thầy vừa nói qua, thì đứa bé nó ôm lấy con búp bê vào người nó và nó đòi khi vào chùa thì phải có con búp bê đó. Như vậy cái tài sản của nó là con búp bê, bởi vì nó thấy rằng là cuộc đời của nó thì dù bán vé số rồi dành dụm được một chút nào đó mua được con búp bê, có phải không? Chỉ cỡ đó mà thôi, đứa bé cỡ tuổi đó mà nó tạo dựng nên cho nó một con búp bê đó chính là tài sản, chính là niềm vui của nó. Bởi vì nó xem nó đó là niềm vui của nó và chính là tài sản của nó, cho nên nó đau khổ, nó vướng mắc vào tài vật. Thì cũng vậy, nếu trong chúng ta đây bất cứ một ai mà ôm ấp và vướng mắc vào tài vật là người đó chắc chắn là khổ đau mà thôi. Trong đây có vị nào không đồng ý cái điều này không? Người ta nói im lặng là đồng ý phải không? Như vậy chứ. Bây giờ thầy đây không biết là quý vị đồng ý hay là không đồng ý nữa. Bởi vì hỏi là nếu mà quý vị im lặng là đồng ý thì quý vị vỗ thầy. Như vậy thì vỗ tay là đồng ý hay là im lặng là đồng ý? Thế nếu mà vỗ tay đồng ý thì quý vị phải đồng loạt nhất tề vỗ tay cho lớn lên chứ. Cảm ơn quý vị. Thưa quý vị, thì như vừa qua thầy Thiện Thuận muốn thầy nói một chút về bên Ấn Độ, thì thôi thầy cũng kể cho quý vị nghe một chút về Ấn Độ. Thì thưa quý vị, của hơn 10 năm trước đây thì thầy có một cái duyên lành là đi sang Ấn Độ để mà nghiên cứu Phật pháp. Thì thời gian thì ở bên đó cũng khoảng 8 năm. Thì 8 năm bên đó thì cũng thầy nghĩ là cũng vừa đủ cho mình. Vừa đủ cho mình là thế nào quý vị? Quý vị nào có thể tiếp thầy một chút không? Vừa đủ cho mình thế nào?
buồn, khổ, còn gì nữa không? Có vui không? Buồn, khổ, vui gì chắc là thầy điên mất rồi. Bởi vì người mà sống mà buồn, khổ, vui, cái đó là hoặc gọi là điên đảo, là điên rồi quý vị ơi. Trong đây có quý vị nào vừa buồn, vừa vui, vừa khổ không? Có không? Có bác hồi nãy đó. Con khổ từ nhỏ cho tới giờ chứ đâu có khổ gì đâu nhiều thầy. Nếu mà bà có bác hồi nãy như vậy thì xin mời bác về là cất nhà kế bên thầy. Bây giờ thầy sẽ có thêm một đồng minh nữa rồi. À, thưa quý vị, thì thật sự ra thì rõ ràng có buồn có vui có và có khổ cũng có. Bởi cái xứ sở Ấn Độ thì thật sự quý vị, nó nóng còn nóng hơn là cái ngoài đường của mình ở đây nữa. Chưa nắng tới 50 độ lận. Mà ngồi trong nhà thì quý vị biết là cái nóng nó tấp tấp vào người. Phải đổ nước xuống nền nhà, không lấy mền mỏng là nhúng nước hết. Như vậy rồi xong là trải cái nền. Thì khoảng chừng vài tiếng đồng hồ sau nó khô lại tiếp tục nhúng nước như vậy nữa. Thì khoảng 7 ngày sau là tự nhiên là các cái khớp đầu gối, khớp tay này nó đau, nó nhức hết. Nó là bị phong hè, phong thấp đó quý vị. Còn nếu mà không như vậy thì ngồi trong nhà thôi mà mình cứ vừa tay sờ vào da là tự nhiên những hạt muối nó rớt xuống. Ngồi trong nhà mà cứ tưởng tượng như là mình ngồi trong lò bánh mì như vậy đó. Thế thì quý vị thấy khổ không? Nhưng mà thưa quý vị, lúc đó có dĩa xoài là nhất, thì nó có sẵn muối rồi đó, cho nên nó không khổ. Dĩa xoài, dĩa cốc, dĩa ổi gì hết sảy. Dạ xin lỗi thầy. À, thưa quý vị, thì rõ ràng có khổ thật, nhưng mà cái hoài bão mình đi xa Ấn Độ làm gì? Nếu trong đây quý vị nào có xa Ấn Độ rồi thì quý vị đều cảm thấy có được một niềm vui rằng là tôi đã đến xứ Phật rồi. Còn những người mà chưa một lần đến Ấn Độ, chắc có lẽ quý vị cũng có vài lần ao ước thầm là ước gì tôi được về xứ Phật, ước gì tôi được về Ấn Độ, có không quý vị? Thế thì quý vị cứ về Ấn Độ đi, để về được khổ cũng như thầy vậy đó. Chưa đâu quý vị, cái đó là nóng còn lạnh. Đấy là vào mùa hè thì nó nóng như vậy đó. Thế mà cái người Ấn Độ là những người giàu có thì quý vị biết, người ta to hưởng đầy đủ những phương tiện vật chất. Ở nhà thì người ta trông là lót đá hết. Rồi cẩn bên ngoài cũng đá nữa. Vào trong nó mát lạnh như vậy. Còn những người nghèo thì làm sao? Ngồi ngoài công viên thì có những người mà có những nghèo khổ nữa, người ta chạy rất so là lộ xe ba bánh, nó xe đạp kéo đó, mà trời nắng chang chang không có đội cái nón trên đầu. Nhiều khi mình thấy người ta ăn mình 10 đồng nhưng mà khi đến lúc mà mình lên mình ngồi xong bị xuống mình trả người ta 12 đồng. Thấy rất là thông cảm và thương cho họ. Thì có những người thì cứ như là chính mắt thầy đây thì không thấy được, nhưng các thầy khác thấy là đạp xe rồi kéo cho các thầy đi cho những người khác đi, khách đi xong người là chưa đến nơi đã gục chết, ngồi trên xe mà ngã xuống và chết. Bởi vì quý vị cứ tưởng tượng sức nóng 50 độ như vậy rồi đã kéo thêm một người đi nữa, vì đâu vậy? Vì sự sống của bản thân mình, của gia đình, của con cái mình, mà bởi vì nghèo khổ quá, vì quá nghèo cho nên người đó bắt buộc phải tìm kế để mưu sinh, lo thân sống. Nhưng vì đâu mà như vậy? Vì đâu mà người đó phải khổ như vậy? Thì thưa quý vị, Đức Phật đã để lại một kho tàng kinh điển chỉ về cái sự khổ của vật chất. Đời nay chúng ta đắm nhiễm trong vật chất mà không có thoát ra nó thì là nguyên nhân để đi đến sự khổ. Trong đạo Phật thì Đức Phật cũng dạy rằng là nhân quả có ba đời. Quá khứ là một điều gì đó xấu thì đời nay hưởng quả báo xấu. Đời nay làm điều xấu thì đời sau sẽ gặt cái kết quả, cái hậu quả rất là đau thương, chứ không phải là kết quả được. Vì lẽ đó nhiều khi mình nhìn thấy trước mắt mình
hoặc là những người họ đau khổ như vậy mình thương cảm. Là một con người không ai mà thở được trước cảnh khổ của người khác. Bởi vì nếu mà mình thở trước cảnh khổ của người khác thì người đó chưa đủ lòng nhân, người đó tuy là mang thân người nhưng mà chưa đủ tư cách làm người. Không biết quý vị đây có đồng ý với thầy điều này không? Kính thưa cùng tất cả quý Phật tử, thật ra thì quý vị mà để nghe thầy Minh Thuận kể hết những cái nỗi khổ Ấn Độ đó, quý vị nghe sẽ thấy được mình có một cái chút gì đó xót xa cho người dân ở xứ Phật. Tại vì Đức Phật ra đời ở cái vùng đất đó, dù Đức Phật đã đi vào trong Niết Bàn tịch diệt đã lâu rồi, nhưng chắc chắn cái âm đức của Ngài còn ở lại. Nhưng không hiểu sao vùng đất đó vẫn còn nghèo khổ. Chính bản thân thầy đi tới đó cũng thấy khổ, khổ hơn cái người nghèo ở Việt Nam. Họ khổ vô cùng mà hình như họ không thấy khổ thầy. Hình như họ không thấy khổ. Có những cái chuyện làm hết sức bình thường, mình thấy bây giờ họ khiêng cát đi thì bưng cái thao tới, họ lấy cái len họ xúc dài cái xúc cát vô trong thao họ bưng, không họ lấy cái thao xuống cái họ lấy tay họ gom cát lại họ lùa vô giống mình hốc lúa vậy, xong họ đội đi mà làm từ từ vậy thôi. 10 thao cát là bằng người ta làm 30 thao rồi mà họ vẫn làm một cách miệt mài, làm một cách chăm chỉ, và họ không hề nghĩ nỗi khổ vẫn bám ở xung quanh cuộc đời của họ. Thì tất cả chúng ta ở trong cái cuộc sống này, cái khổ thứ nhất đó là mình ham muốn về vật chất, như lúc nãy mà thầy trình bày đã nói. Cái ham muốn về vật chất này nó chi phối cuộc sống mình lớn lắm. Đừng có tưởng giàu là không ham muốn về vật chất nha. Mình cứ nói là thiếu thốn, là nghèo khó, là túng quẫn thì mình ham muốn về vật chất. Nhưng thực chất những người thừa mứa dư giả, giàu có, họ vẫn ham muốn về vật chất. Và cái ham muốn này nó đi vào trong cái cuộc sống của chúng ta rất là di tế. Tại vì chính bản thân thầy, người xuất gia nè, thầy cũng hỏi bây giờ mình có cái gì mà mình bị ràng buộc cái cuộc sống này. Khi mà hỏi trả lời một cách trung thực, vẫn thấy mình còn tham đắm vật chất. Cũng muốn ở một cái nhà mà mưa nó không dột, nắng nó không chan vô, rồi nước nó không ngập lên, mối nó không kêu. Rồi mình muốn ở một cái nhà nó tương đối nó sạch sẽ hơn. Chứ ở mà nghe bữa nay rắn rớt xuống, mai cắt kè rớt xuống là sao ở được. Cứ tính đủ thứ, cuối cùng mình vẫn bị kẹt vào vật chất. Cho nên ai mà tới nói là trên cuộc đời này bây giờ con không có ham muốn cái gì nữa hết về vật chất, thì hãy xét lại. Tại vì cái vật chất nó rất là quan trọng đối với đời sống. Nếu như chúng ta không có tỉnh giác thì trở lại bị vật chất nó trói buộc. Cái nhà nhỏ nó trói buộc kiểu cái nhà nhỏ, cái nhà lớn nó trói buộc cái nhà lớn. Kiểu nào cũng nó bị trói buộc cái kiểu đó hết. Quý vị biết á, có mấy người đi ăn xin thầy biết, thầy khuyến khích họ đi vô mấy cái trung tâm dưỡng lão để người ta lo cho, nhất định họ không đi là không. Họ chấp nhận đời sống cái bang, có cây gậy với cái túi à, tài sản của họ có nhiều mà thích, thích được tự do, thích được thoải mái. Rồi còn đi vô trại dưỡng lão thì họ đâu có ở yên được, vì họ thích tung tăng mà. Cho nên cái vật chất này nó, chúng ta bị nó gạt, nó lừa mình, là vì mình có một chút xíu học về giáo lý của Đức Phật. Chúng ta có thực tập thì mình nghĩ là ham nhà lầu, ham xe hơi, ham cái gì đó nó lớn lao mới gọi là ham, nó tội lỗi. Thực chất những cái ham nó nho nhỏ trong cuộc sống mình về vật chất cũng là nó đem tới những ràng buộc cho mình. Thưa quý vị, là thì đây cũng có một ước mơ khi vào chùa. Ước mơ là mình có một cái khuôn viên đất đai cho nó rộng, thật rộng, rồi xây những cái khu mà cho chư tăng ở tu học. Thì trong nội viện đó là khi mà người Phật tử thân bằng quyến thuộc đến thăm thì chỉ được là 15 phút thôi, còn xong là chư tăng ở yên ổn rồi, thì các thầy ở trong lo học hành thôi. Còn một khu riêng là xây dựng cho những người Phật tử mà từ trước giờ đã phụng sự Tam Bảo đến lúc tuổi già rồi, thiếu cái cơ ngơi để mà ăn sống, thiếu cái người mà lo cho mình, con cháu lo cho mình,
lúc tuổi xế chiều. Như vậy thì các thầy sẽ mời các vị đó về chùa để cùng là ở với chùa, rồi cái là các vị có thể là còn đủ sức quét cái trên bàn Phật, lau cái chùa hay là châm dầu đèn vậy. Rồi đến khi các vị lâm chung thì các thầy cũng phải tụng niệm rồi an táng là quả táng cho quý vị, đó là cuối đời. Rồi thêm là có một hoài bão nữa là nuôi những đứa trẻ mồ côi cơ nhở, những đứa bán vé số đầu đường xó chợ, cái tuổi tác của nó vào đời khi quá thơ ngây non dại, cho nên nó dễ dàng bị cái thối nhiễm xấu xa của thế gian làm cho nó bị dần dần tha hóa đạo đức nó, và nó trở thành những kẻ làm tổn hại cho xã hội, trước hết là bản thân nó và sau đó là cho nó. Cho nên mục đích của thầy đây là nếu mà có cái điều kiện thì các thầy sẽ giúp cho nó nên người. Vì lẽ đó mà thầy cứ mong muốn càng nhiều thì quý vị biết hạnh phúc là khổ đau. Nhìn lại thì khi vào chùa được đi học bây giờ là hơn 20 năm. Nhìn lại trở lại thì bây giờ trở về nước thì các thầy đều có chỗ nơi chùa chiền đồ đầy đủ hết. Còn thân có thể bây giờ là chẳng khác nữa, cái bang là tay bị tay gãy khắp nơi tung hoành đó. Đấy thưa quý vị, thì thật sự ra đó là cái gì? Cũng là một cái tham đó quý vị. Nó cái tham, như cái tham này nó khởi thiện, nhưng mà cái thiện nếu mà nó được á thì làm sao? Thì mình thỏa mãn với nó cũng là nguyên nhân của sự khổ. Mà cái tham mà không được á thì quý vị có buồn không? Nó buồn như vậy thì sự mong cầu càng nhiều thì càng khổ. Đa dục thì vi khổ, càng tham muốn nhiều thì càng đau khổ, bởi vì càng thâu, càng tóm, càng làm càng sai. Thì như vậy, cho nên nói cho rõ ràng hơn như thế này: nếu ngày nay chúng ta cứ nghĩ là phải ôm lấy của cải tài sản vật chất thì ngay trong cái đó là chúng ta chấp chặt vào sự tham đắm. Là người tham đắm thì làm sao? Nó là cái nhân, là nhân mà cứ tích lũy hoài thì coi chừng sau này làm gì, chết đi rồi làm quỷ giữ hồn, chết đi rồi làm chó giữ nhà cho con. Quý vị có biết điều này phải không? Đấy, thì đó là những cái nhân của sự tham đắm về tài sản vật chất. Vì vậy thì thầy cũng xin nói rõ cho quý vị biết là giáo lý của Đức Phật đã dạy cho mình rõ ràng. Nhưng mà quý vị đây vẫn vương mang trong đó, chính bản thân thầy đây cũng vương mang trong đó. Cho nên là khi thầy thiện thuận ra thì nó đã đụng chạm đến sự thật mà nó nằm ẩn trong tâm của thầy. Thầy cảm thấy xấu hổ quá. Nhưng thôi xấu hổ cứ nói ra luôn cho nó đỡ, chứ còn một xấu hổ cứ ôm ấp hoài, cứ nhìn mặt người này nhìn mặt người kia chứ không biết ai biết tận tâm can của mình thì càng khổ hơn quý vị hả? Cho nên mình cái xấu cứ nói đại đi, thưa thầy hôm nay xin sám hối trước thầy đó. Thì như vậy đó, quý vị cũng nên biết, hãy mở rộng lòng ra, đừng có chứa chấp tài sản vật chất nhiều. Vì các vị ham chứa chấp thì các vị sẽ khổ thôi. Mà càng chứa chấp thì cái quả báo nó đến với mình nặng nề lắm. Còn mình cứ mà làm một cách rất là thanh thản nhẹ nhàng thì quý vị có khi làm chơi mình có thật á. Tại mình làm nó không bằng một tâm ác. Mình vẫn tư duy suy nghĩ phải làm việc để có vật chất. Rồi có vật chất để làm gì? Ngày nay mình có sự khôn ngoan, tính toán lanh lợi hơn mọi người là do đời trước mình đã có căn lành với Tam Bảo, hay là trợ duyên giúp đỡ mọi người, rộng lòng bố thí với mọi người cho ngày nay mình được giàu sang sung sướng. Còn đời nay mình nghèo khổ thì do cái nhân quả đời trước mình đã làm những điều là gì đó tổn hại đến người khác, hay là mình ích kỷ, mình bỏng sẻ như vậy thì mình khổ mà thôi. Thì như vừa qua quý vị nghe thầy đã nói rằng là ở bên Ấn Độ người ta khổ quá nhưng mà người ta không biết mình khổ. Chắc chắn điều đó là đúng. Bởi vì cái quả báo nó làm cho họ không biết sự khổ, người khác nhìn vào sanh tâm thương hại. Cũng như Đức Phật nhìn thấy là chúng sanh trong cõi Ta Bà này đắm nhiễm trong ngũ dục. Nhất là cái tài là cái đầu tiên đắm nhiễm như vậy cho nên Đức Phật mới hiện thân làm một vị vương tử trong triều đình, rồi bỏ luôn của cải này. Bỏ luôn vương vị này, bỏ luôn vợ đẹp con xinh nữa để xuất gia. Đấy là làm tấm gương cho xả ly cho mình thấy được. Thế mà quý vị có ai xả bỏ được không? Cũng như bác vừa qua, ông chồng tôi 71 tuổi không giữ cho tôi một tay, cũng không giúp tôi một chân nữa. Cho nên là tôi cảm thấy khổ quá, phải không quý vị? Đấy rõ ràng tại vì mình mong muốn mọi người sẽ lo cho mình, giữ lấy cho mình. Như vậy thì mình mới khổ. Còn là
Mình dứng dưng trong cái khổ đó mà là tại cái nghiệp lực bắt buộc mình phải khổ như vậy. Trong câu chuyện Phật Pháp thì cũng có dạy, có một cái bà hoàng hậu đời trước, bà cũng tạo duyên lành là cúng dường bố thí cho các vị tỳ kheo. Mà các vị tỳ kheo này là những vị tu không thanh tịnh. Cho nên đời sau, khi bà có nhân duyên lành bà cúng dường Đức Phật, thì buổi sáng bà cúng dường cho Đức Phật, thì buổi trưa đó vua Ba Tư Nặc đến đến cái khu vườn đó và gặp bà. Sau khi gặp cô gái này để cô nói chuyện với cô gái này thì ông vua này rất là hài lòng với cô gái này, cho nên là đề nghị là xin cô gái này về làm vợ. Thì khi cô gái này về làm vợ rồi, một hôm bà mới đến cúng dường Đức Phật và bà mới hỏi Đức Phật nguyên nhân gì đâu mà con được làm hoàng hậu như vậy. Thì Đức Phật nói ngày xưa do bà có thâm tín Tam Bảo, bà đã cúng dường cho các vị tỳ kheo đó, mà các vị tỳ kheo đó là những người cứ như là không phải là tu hành chân chính, cho nên là cái phước báo mà bà thành tâm cúng dường đó nó trọn vẹn hưởng. Đời nay bà được cúng dường Đức Thế Tôn và nhờ nhân đó bà được làm hoàng hậu. Quý vị có muốn làm hoàng hậu không? Có không? Nếu quý vị có muốn làm hoàng hậu, nói chung là hoàng hậu nghĩa là giàu sang đó. Người nữ cũng được giàu sang này, quý vị nào có tâm đó thì đi tìm chùa nào mà gặp các vị thầy thanh tịnh cúng đi, hay là cúng cho sư trụ trì đây làm chùa đi, thì quý vị sẽ được hưởng cái quả tốt đẹp về sau này. Quý vị có tin điều này không quý vị? Thưa quý vị, thì Đức Phật khi nghe bà hoàng hậu hỏi như vậy thì Đức Phật mới nói rằng là do có nhân đời trước như vậy thì bà được có niềm vui như vậy. Rồi bà mới hỏi là bạch Đức Thế Tôn, như vậy thì những cái vị thầy mà ngày xưa con cúng dường đó ở đâu rồi? Thì Đức Phật nói họ cũng kề cận bà đây, bốn người đang khiên kiệu cho bà. Rồi bà hỏi còn một người nữa đâu? Thì Đức Phật nói bà nói rằng là người đấy đang ở nhà, đang dọn dẹp nhà xí cho bà. Thì bà rất là cảm động khi nghe điều đó, bà mới cho người đến mời cái người nô lệ đó. Và khi người nô lệ đó thì năm người bà mới đến, bà mới mời vào để gặp Đức Phật. Thì khi năm người đó đến thấy Đức Phật thì họ say đi chỗ khác. Thì Đức Phật mới phân thân hiện tướng là đứng trước mặt họ, họ say đi chỗ khác. Bốn phía họ cũng say đi chỗ khác nữa. Cái cuối cùng cái họ mới ngửa mặt lên trời, Đức Phật cũng từ trên trời đi xuống, cho nên họ cúi đầu xuống đất thì Đức Phật cũng từ dưới chưa lên. Cho nên họ ôm mặt khóc. Nói là tại sao tôi tránh mặt ông mà ông vẫn đến như vậy là sao? Những điều mà tôi không muốn mà ông lại đem đến cho tôi là sao? Thì lúc đó Đức Phật mới nói cho họ biết. Và cả hoàng hậu sự việc đó như vậy là do nhân đời trước họ không có thành tâm với đạo Pháp, cho nên ngày nay trước mặt Thế Tôn mà họ cũng không có tâm kính ngưỡng để đảnh lễ, để có nhân duyên đó mà họ đã thoát được cái cảnh khổ đau đó. Thì bà hoàng hậu thấy như vậy, bà rất là đau lòng, bà mới bảo năm người đó là thôi, kể từ bây giờ là năm người ân nhân hãy về đi, và tôi không muốn quý vị phải làm mà người khiên kiệu dọn dẹp cho tôi nữa. Thì đó họ quỳ xuống họ khóc, thưa hoàng hậu, xin cho chúng tôi được làm nô lệ cho hoàng hậu suốt đời. Thì như vậy rõ ràng là cái nghiệp báo của năm người này là đời trước đã tạo ra những điều tội lỗi quá nặng nề, mượn Phật Pháp để thọ hưởng riêng cho bản thân mình chỉ một đời thôi. Thế mà bây giờ phải làm nô lệ, rồi người ta đã cho đi, người ta không muốn cho làm nô lệ này, vẫn không chấp nhận quỳ xuống để tiếp tục xin làm nô lệ nữa. Có phải họ chấp nhận với cái sự khổ đau này không thưa quý vị? Thì như vậy thì những người trên xứ Ấn Độ cũng như vậy đó. Mình là người ngoài, mình thấy là họ khổ đau như vậy, nhưng họ vẫn dửng dưng với cái sự khổ đau đó, và họ chấp nhận thấy được một miếng bánh, được một đồng tiền cái gì đó, thì họ cảm thấy đủ rồi, thỏa mãn với cái đó. Bởi vì cái nhân họ không có tạo phúc lành đời trước, cho nên bây giờ họ quá nghèo, nghèo từ vật chất cho đến nghèo đến cả tinh thần. Cái tâm của họ không có một cái chút nào là một ánh sáng của chân lý trong đó, vì lẽ đó mà họ khổ. Thưa quý vị, thì cái câu trả lời là như vậy đó. Tất cả chỉ do cái nhân sai lầm từ đời trước
nhân ích kỷ hẹp hòi, nhân dối trá gạt gẫm người ta, cho nên đời nay bị người ta là sai làm nô lệ tôi tớ hay nghèo khổ đi ăn xin. Và những người đi ăn xin đó họ không cảm thấy đau khổ vì cái điều đó, mặc dù nhiều lúc họ cảm thấy là sao họ là sinh ra làm những người là sống thấp kém trong xã hội, nhưng mà rồi họ vẫn thỏa mãn với cái điều mà họ đang thọ hưởng đó. Có nghĩa là nghiệp lực bắt buộc họ phải chấp nhận điều đó. Đấy chính là câu trả lời mà chúng tôi muốn nói như vậy đó. A Di Đà Phật. Kính thưa cùng tất cả quý vị Phật tử, thì qua các câu chuyện thầy Minh Thuận đã kể cho chúng ta thấy được rằng nghiệp nó luôn đồng hành với chúng ta, cho dù mình đi đến cảnh giới nào hay là chúng ta có sanh ra ở một quốc độ nào, nghiệp nó vẫn phải chi phối. Làm vua cũng không tránh khỏi nghiệp, làm ông thầy cũng không có ra khỏi sự trói buộc của nghiệp. Cho nên người tu tập là làm thế nào để thấy được nghiệp nó đang chi phối mình và tự giải trừ mình ra khỏi sự trói buộc của nghiệp. Xin trở lại vấn đề. Nguyên nhân làm cho chúng ta khổ nhiều nhất trong cuộc sống này đó là tham đắm vào vật chất. Ở đây thầy xin phép tạm dừng lại cái vấn đề tham đắm vào vật chất. Vì mình nói nhiều đó thì mình sẽ cảm thấy mình tệ lắm. Vì mình tham đắm vào nhiều cái nó không có đáng. Thí dụ như có một đôi dép vậy chứ nghe, cũng không có vượt qua được. Giống như bữa hôm vậy có cái cô đó, cũng lớn tuổi rồi, cũng năm mấy 60 tuổi rồi, tới dạ thưa thầy, trời ơi con thấy thầy xuất gia tu từ nhỏ, sao con thấy tội nghiệp thầy quá, con thấy thương thầy quá. Trong khi tụi con sống thế này thế kia, bây giờ con hết tham gì, con phát tâm ăn chay rồi, con chẳng tham đắm gì hết trơn. Bây giờ cái gì cũng được hết trơn. Cái xong cái chút xíu đi ra, trời đất quỷ thần ở đây, vết ta mới mua đây đứa quỷ nào mang rồi. Quý vị thấy không? Mới nói là thầy tưởng nó bả tu tới cảnh giới nào cao lắm, té ra bước ra khỏi tới thềm rồi không gặp đôi dép là bả nổi sân si lên rồi, tức là một đôi dép cũng không bước qua được. Nhiều khi chúng ta không để ý, phải không? Mà nó không có để ý đâu, nhưng những cái lặt vặt đó mới thấy được chúng ta không dễ dàng bước qua được những cái nhỏ. Cái lớn qua được, cái nhỏ qua không được, thôi tạm thời gác lại. Nguyên nhân thứ hai đem tới nỗi đau khổ cho chúng ta triền miên như nước ở trên dốc cao đổ xuống ở dưới đồng bằng, chảy mãi không có dứt, đó là sự tham đắm vào sắc pháp. Hay nói đơn giản là chúng ta bị ham hố, ưa thích, mong muốn những gì mà mình thấy mà mình thích. Thường thì mấy đứa con trai thích cái gì con? Thấy gì thích? Dạ con rất thích thấy được các thầy giảng pháp. Cảm ơn con. Bây giờ con nói con thích các thầy đi giảng pháp, đó là khi con đến chùa. Dạ. Đúng không? Còn khi con đi tung tăng ở quán cà phê thấy cái gì thích? Con thích đi chơi với các bạn con nhất. Thích đi chơi với các bạn con nhất hả? Bạn nào? Bạn trai. Phải không? Dạ. Ở đây nói về sắc, tức là những gì mà chúng ta thấy trong cuộc sống. Cái gì mình thấy mình thích đều bị trói buộc mình. Thí dụ bình bông này đẹp, khi nó rớt xuống nó bể chúng ta tiếc không? Tiếc, tiếc tức là chúng ta thích nó. Tại vì thích cho nên mình mới muốn nó tồn tại thêm 7 ngày, 6 ngày, 8 ngày. Chứ bây giờ nó mới đụng vô cái nó bể chân có ngày, trời tiếc hùi hụi. Cái đó cũng được gọi là tham đắm vào sắc. Sắc ở đây không phải là sắc đẹp, mà ở trong kinh chúng ta phải hiểu là sắc pháp. Sắc pháp là những gì nó có hình tướng hay không có hình tướng như chúng ta khởi tâm thích vào nó. Cái đó gọi là sắc pháp hết. Thí dụ như con thích mấy thầy tới đây thuyết pháp, mấy thầy không tới thuyết pháp, thầy khác thuyết, thích không? Cũng đâu có thích lắm, phải không? Nếu không phải thầy Thiện Thuận với thầy Minh Thuận tới đây, quý vị có bỏ bán đi tới đây không?
từ từ để suy nghĩ lại, phải không? Trời ơi, cũng phải coi dò coi cẳng chứ. Giống như bữa hôm thầy đi ra Bắc thầy giảng, có cái bác đó, bác nói con nói thiệt với thầy á, con chỉ đến chùa nào mà các sư đẹp con mới đến. Cứ đến chùa nào mà các sư sạch sẽ con mới đến, còn các chùa mà các sư mà xấu ở bẩn là con không có đến. Đi chùa mà cũng lựa nữa. Tất cả những cái đó đều cản trở con người. Vì chúng ta khởi cái tâm dính mắc và nắm bắt nó, cho nên nó kẹt. Cái đó cũng là tham vào sắc. Con cô đó, cô tới cô nói thưa thầy con khổ quá là khổ đi. Con thì con thấy con sống bình an. Con sống một mình con nuôi con tới lớn rồi thôi. Mà mắc cái nghiệp gì, có mấy thằng cha quỷ dịch cứ đeo dính sao đít à. Bây giờ thầy dạy cho con tụng câu thằng chú về để con cắt cái đuôi đó. Thầy nói thầy chưa có học câu thằng chú nào mà cắt đuôi hết trơn á. Tự nhiên tụng câu thằng chú nào cắt đuôi kỳ cục vậy. Nó nói, con mở cửa nhà ra là thấy ổng ngồi trước nhà rồi, không biết làm giống gì. Mà cứ đi theo tò, không nói, không rằng, không gì hết trơn. Con chờ mà ổng thì ổng quay chỗ khác. Mà nghe con đi thì con có cảm giác ổng đi sau lưng con quay lại đúng y chang 10 lần, đúng như 10. Là ổng đi sau lưng. Cái nghiệp gì kỳ cục vậy, không biết nữa. Thầy nói đâu có gì đâu à, đơn giản thôi. Cái cổ hỏi đơn giản là sao? Thầy nói bây giờ đó, cào mặt cho nó rách nát hết. Cho nó xấu xí ra. Rồi đừng có bôi, đừng có chùi vậy cho máu mũ tầm lem tứ lụa vậy. Trời ơi xin lỗi nghe. Ông gặp ông chạy 8 làng. Mà nói thầy nghe thầy nói sao con thấy gớm quá. Tự nhiên mặt mày người ta vậy thầy kêu cào cho nó chảy máu chảy mũ ra. Ý thầy muốn nói là cái ông đó ổng tham đắm vào sắc. Ổng thích. Bây giờ thử nghĩ con mình xấu xí, mình dơ giấy, mình đen thui coi. Chịu không? Đâu có chịu. Dễ gì? Phải không mấy cô? Quý vị thấy nó phản ánh là tâm của chúng ta biểu thị sự ham muốn về sắc, tức là những cái gì mình thấy mình thích là mình để lên. Giả sử như cái bàn thờ ở đây nè, thấy không, trời ơi bông gì đâu cả chục loại luôn, từ trên tới dưới, từ bông đá tới bông nhựa, quá nhiều, chứng tỏ là mình thích mình mới để lên. Rồi Phật tử thích cúng nữa, phải không? Cho nên là ni sư phải để lên, chứ còn không để lên giận. Đồ tôi đem tới chùa, bà chê, bà không đem lên, thôi, goodbye. Phải không quý Phật tử? Thực tế quý vị biết, cái cuộc sống này nó làm cho chúng ta bị gắn liền với cái sự tham đắm. Bởi mình có quá nhiều lựa chọn. Bây giờ quý vị thử đi ra chợ mua rau coi, quý vị có xề vô một cái sạp đó mình mua liền đủ hết không? Không, phải đi vòng, phải không? Đi vòng có cái sạp nào nó bán tốt, sạp nào bán ngon, sạp nào bán rẻ. Mà vô nhầm cái sạp mà nó bán ngon, bán rẻ, mà nhìn cái mặt cái bà đó, bà chầm dầm đóng mà đố dám mua, phải không? Thì quá tiệm kế bên. Tất cả những cái điều đó phản ánh rằng chúng ta đang bị sắc pháp chi phối. Mà đừng bao giờ mình đưa ra cái lý do là mình có quyền lựa chọn, mình có tiền mình mua đồ tốt. Không phải đâu, mình đang bị cái sắc pháp nó chi phối, tức là chúng ta tham đắm vào cái sắc. Mua phải mua cho ngon, mua cho đẹp, mua cho rẻ. Mà cái người mà bán cho mình á là cũng phải nói cho nó ngọt, phải mặn mà, có duyên, phải không? Phải không mấy cô mấy chị? Thậm chí quý Phật tử đi nghe thuyết pháp còn lựa chọn nữa kìa. Cái này có không? Có lựa chọn không? Có hai cái lựa chọn. Thứ nhất là vô giảng đường, lựa góc cột với vách tường. Có không? Có lựa góc cột với vách tường không? Sao không có? Lựa chỗ ngồi để nhìn mặt ông thầy cho rõ nữa mà. Cái thứ hai là lựa ông thầy. Chúng ta tham đắm vào cái sắc. Sắc đẹp đối với nam nữ nó bị chi phối nhiều lắm. Cho nên hồi xưa đó quý vị biết, có một ông thầy học chung với thầy, ông làm một cái chuyện mà trong trường ta rất là bực mình. Ông đẹp lắm nha, ông rất là đẹp, phải nói là ông rất là hảo tướng, cao lắm, cao hơn thầy Minh Thuận nữa, trắng hơn thầy Minh Thuận nữa, điệu hơn thầy nữa.
thấy cao, thấy đẹp, thấy là bác sĩ xuất gia. Học còn năm chót nữa, đi xuất gia. Bỗng một ngày kia, không ai thấy ổng đâu hết. Sau ba ngày em xuất hiện, hai bên mặt ổng có hai cái thẹo. Một cái thẹo bằng một bàn tay nè. Ai cũng nhốn nháo hết, hỏi ổng gì sao. Té ra, chính ổng lấy cái bàn ủi ịnh lên cái mặt con. Ông tự lấy bằng ủi ịnh lên mặt của ổng á, trời, cả trường á nói là cái ông này bị điên. Hỏi ổng gì sao, ổng nói là ổng muốn cho ổng xấu xí đi, để cho đừng có ai dòm ngó tới ổng, thì nó sai lầm rồi. Xấu người ta còn không nhìn, nhưng mà ông á là dị hợm, người ta nhìn còn ghê hơn nữa. Phải không? Tại vì cái tâm con người là hiếu kỳ, mà thấy cái mặt của ông hai bên có hai cái thẹo, cái người ta phải dòm, người ta dòm xong người ta thắc mắc, người ta để ý cái ông thầy này làm gì, cái mặt ông bị thẹo bụi giang hồ hả? Thấy không? Rồi thầy tức lắm, tại vì thầy cũng thân với ổng. Cái cách giải quyết của ổng quá là cực đoan. Ổng không trả lời, không gì hết. Sau này thầy mới biết được, quý vị biết á, thầy quản chúng á, một ngày á là nhận được 10 lá thư của các cô gái tới tỏ tình với ổng. Tức là thầy quản chúng là kiểm tra thư hết của mấy trăm thầy vậy đó, đọc hết. Một ngày là trung bình là 10 lá thư, một tháng là ổng có 300 lá thư, không biết ở đâu, cứ gửi tới gửi cho cái tên thầy đó thôi. Thì cái ông thầy đó, ổng làm cái vụ án mà ổng ịn hai cái bàn ủi vô mặt ổng á, cả trường ai cũng không đồng ý, nói là ông thầy này ổng bị thần kinh. Nói ổng thần kinh tại vì mấy thầy lý luận như thế này nè, nếu như anh không bật đèn xanh thì xe không bao giờ dám qua ngã tư, phải không? Phải không mấy cô? Phải. 50% thôi. 50%. Không bật xe vẫn ào ào chạy. Hiện tượng này có không? Có. Tại vì thầy ở trong chùa, thầy biết không, tin hỏi thầy Minh Thuận, có thầy cũng từng trải qua những thời cay đắng. Thầy nói thôi, tôi muốn tôi bình yên. Mà thiệt, từ lúc cái mặt có thể bị vậy là không có thư gửi tới nữa. Không có thư gửi tới nữa. Thầy nói tôi rất là khổ sở. Tôi không có muốn ai mà dòm ngó tới tôi. Cho nên tôi nghĩ là vì sắc tướng này. Thầy công nhận là thầy đẹp trai. Thầy rất là đẹp trai, rất là hảo tướng. Tụng kinh hay, nói chuyện giỏi. Nói chuyện dễ thương lắm. Nói chuyện có sức thuyết phục rất là cao. Tại vì người có trình độ mà. Có học mà lại có tư cách đạo đức nữa. Mà lúc đó đang học á, thầy là 24 tuổi. Lúc đó thầy 24 tuổi rồi, thầy 22 tuổi, thầy lớn thầy 2 tuổi, học chuẩn bị ra trường, khóa thứ nhất ở Tùng Lâm. Tự nhiên thầy làm chuyện vậy rồi cái thầy nhập thất tu cho tới bây giờ, sau khi tốt nghiệp xong thầy nhập thất tới bây giờ luôn. Thầy ẩn tu, thầy không có ra ngoài mà học rất là giỏi. Thì để cho chúng ta thấy được rằng cái sắc tướng đó nó làm cho chúng ta bị dao động và nó trói buộc mình, trong khi sắc tướng nó có thật không? Không thật, nó là giả. Nhưng mà mình kẹt vào cái giả đó mới khổ. Điển hình như thầy, ở đó thầy có cái răng khểnh. Bây giờ không có răng khểnh vẫn có duyên. Cái thầy đi vô, đừng có vỗ tay. Thầy trò tham đắm sắc tướng mà có gì hay đâu. Thầy đi vô xin tu, hòa thượng không nhận. Ông nói mày có cái răng lòi xỉ mày tu cũng được. Trong khi thầy đi với cái thằng kia nó đen thùi mà ông nhận, nó tức không? Làm cho thầy phải suy nghĩ hoài cái lời nói của ông hòa thượng. Cho nên trước khi xuất gia thầy đi nhổ răng. Nhất định phải nhổ răng cho mà được. Tới chừng nhổ răng xong rồi, thầy mới thấy trời, mình tu được hay không được dính líu gì tới cái răng khểnh. Phải không? Đâu có dính gì, thầy tiếc hoài cái răng khểnh. Tại vì cái răng duyên mà, đẹp quá mà, dễ thương quá mà, tự nhiên giờ đè đi nhổ à. Giống khùng gì đâu á, tự nhiên mình nghe lời ông hòa thượng. Nhưng mà sau đó một thời gian thầy thấy có một cái ông thầy cũng học chung với thầy, có cái răng khểnh rất có duyên. Nó đi giảng, đi thuyết pháp, không biết làm sao, bị trúng hốt. Ông không có đẹp trai đâu, nhưng mà chỉ có cái răng khểnh có duyên thôi. Rồi á, có một lần ổng đi tới chùa dẫn theo cái rờ mọt. Thầy mà vậy thầy vô núi thầy ở luôn, đừng hòng ai thấy mặt thầy. Còn thấy bình thường thầy dẫn thầy đi tới. Dẫn đi tới chùa thăm thầy nữa chứ.
thăm này kia, cái thầy hỏi thiệt, thầy hỏi chứ xin lỗi chứ hồi đó tôi thấy ông xấu quá mà sao bả hốt với ông vậy. Cái bà đó bà nói trời ơi thầy không biết chứ con thấy cái ông cười có cái răng khểnh cái con mề. Thì quý vị thấy cái sắc tướng đó nó là một cái sự trói buộc rất là lớn trong cuộc sống này. Quý vị cứ từ từ, những giây phút mà chúng ta tạm gọi là yên tĩnh đó, thầy đảm bảo rằng quý vị ngay lúc đó sẽ gợi lên trong tâm mình ở một mớ ký ức nào đó sẽ có một số hình ảnh hiện lên. Hình ảnh xấu, hình ảnh đẹp, hình ảnh người tốt, hình ảnh người chưa tốt nó hiện lên. Và chúng ta bắt đầu chọn lựa nhớ lại một hình ảnh duy nhất. Phải không? Phải không quý cô? Cho nên mấy anh mới nói thà chết bỏ chứ áo đỏ không buông. Trời ơi trời nắng mà áo đỏ đi ra đường người ta lên tăng xong mà nó cũng không buông. Ta tưởng đâu gánh xiết thôi. Cái sắc quan trọng đến mức làm cho chúng ta bị loạn. Bị loạn cả thân, cả tâm và không bao giờ an định được ở trong đời sống này. Và điều làm cho chúng ta đau khổ bởi sự ham muốn thứ ba đó là danh tiếng. Thì quý vị được nghe thầy Minh Thuận trình bày sự tham đắm vào danh. Thưa quý vị, xin quý vị lắng nghe một chút của cái phần thầy Thượng Phương vừa nói qua. Cũng xin cảnh báo với thầy, thầy cũng nên cẩn thận một chút. Thưa quý vị, khoảng vào năm 2008 thì có nhân duyên là hai anh em sang Mỹ. Thì cũng có một số Phật tử đến xin quy với thầy. Và cho đến 2010 thì thầy đã mới biết được sự thật. Là cái cô Phật tử đó cũng nói chuyện với thầy. Cô nói là thưa thầy, con quy Tam Bảo là con phải chọn ông thầy nào đẹp trai, không mới quy y. Cái ông chồng nói là bà làm sao quy y thì quy y, chứ đợi tới chồng thầy đẹp trai quy y là thế nào. Nhưng mà bà quy cái đẹp trai chứ vào đâu phải quy Phật pháp gì đâu. Cái bà nói là nói thế nào thôi tôi vẫn quy thầy đẹp trai. Và thầy đó thì quý vị biết là ai rồi phải không? Thưa quý vị, vấn đề thứ ba mà chúng ta muốn nói hôm nay là về vấn đề cái danh. Danh thì nó có thực và có hư, phải quý vị? Thực danh và hư danh. Thực danh là cái gì mà hư danh là cái gì? Đâu trong đây có vị nào cho thầy biết thực danh là thế nào và hư danh thế nào trước khi thầy đi sâu vào vấn đề này? Có vị nào giải thích cho thầy vấn đề này không? Thưa quý vị, thì thực danh có nghĩa là gì? Là trong cuộc sống này mình sinh ra làm con người có ngũ căn nguyên vẹn, có nghĩa là đời trước mình đã có căn lành, có thiện căn rồi nên mới sanh được làm người mà trọn vẹn, không có bị thiếu kém về mắt tai hay là mũi hay là thân, nói chung là như vậy. Thì đó là phước báo nhiều đời nhiều kiếp mình mới được như vậy. Như trong kinh sách nói là như một con rùa ở giữa biển mênh mông, cứ 100 năm thì nó nổi lên, và may mắn thay cũng 100 năm đó thì cái một cái cây, có cái bọng cây đó nó trôi ngang cái chỗ đó và con rùa nó nổi lên và lọt vào bọng cây đó, thì được thân người cũng khó như vậy đó. Thì ai cũng biết rồi, làm thân người được khó như vậy, nhưng mà mình được thân người có nghĩa là phước báo nhiều đời nhiều kiếp đã có, phải không quý vị? Có nghĩa là một con người trọn vẹn như vậy thì đó là một phước báo. Nhưng mà làm sao chúng ta có đầy đủ những điều để tiêu chuẩn để làm người? Có nghĩa là nhân là người có lòng nhân, hiểu biết lễ nghĩa và trí tín, đó là cái mức phân định của xã hội. Thì thưa quý vị, có những người họ mang tiếng là một người tốt, là bậc đại nhân, nhưng mà trong tâm của họ thật sự là đầy đủ lòng từ bi, đầy đủ sự hiểu biết để giúp đỡ mọi người. Là một người buôn bán thì muốn buôn bán một cách chân thật
và họ giàu có được bằng sự tích lũy từng cái nhỏ nhặt, rồi lớn lên. Cái cơ nghiệp của họ dần dần lớn lên. Và họ cũng sống như vậy. Cũng như ngày xưa, ngày các cô độc là một cái vị đệ tử là thân cận với Đức Phật và hỗ trợ Đức Phật, trong những đệ tử đệ nhất hỗ trợ Phật Pháp. Một hôm Ngài cảm thấy rất là buồn lòng, bởi vì người ta nghi kỵ, người ta xàm nói những điều là xấu xa về ông, xem như là ông lường gạt trong việc kinh doanh mua bán. Cho nên bữa đó ông buồn quá, ông mới đến bạch Đức Thế Tôn: tại sao người ta lại ghét bỏ con, tại sao người ta lại nói xấu con là gian tham, là lường gạt? Thì Đức Phật mới hỏi rằng là: ông là người mua bán thì ông mua bán như thế nào? Ông mua bán ban ngày hay ban đêm? Thì Ngài mới nói rằng là: dạ con mua bán ban ngày. Như vậy rồi là khi người ta trả tiền cho ông, người ta có đếm tiền hay không? Thì ông nói là người ta có đếm tiền. Vậy Đức Phật hỏi là: khi người ta đến mua hàng của ông, người ta tự đến, người ông bảo người ta phải lấy cái này, lấy cái kia, hay là người ta đến ta nhìn món hàng và người ta chọn lựa? Thì Ngài nói rằng là con người ta đến và ta chọn lựa và ngã giá. Thì hỏi nhiều câu hỏi cũng liên quan đến vấn đề mua bán như vậy. Thì cuối cùng Đức Phật mới nói cho một câu như thế này: ông là một người buôn bán chân chính, nói giá và người ta chấp nhận, đưa hàng và người ta nhìn thấy hàng, người ta đưa tiền cho ông, người ta đếm rõ ràng, chứ không phải là người ta nghe lời nói của ông xuôi tay và người ông thọt tay vào túi của ta mà ông lấy. Thì những điều đó muốn nói lên rằng là ông là một người buôn bán chân chính. Và cái tiếng đồn vang xa ra ông là người buôn bán tốt cho người ta tin tưởng ông. Vì lẽ đó khách hàng đến với ông rất là nhiều. Còn những người khác thì họ cũng không có duyên lành, hay là phúc báo của họ đời trước cũng không có, và làm ăn nhiều khi là cũng không có chân thật, cho nên người ta lánh xa họ. Vì lẽ đó người ta buôn bán thất thiệt, cũng cùng làm ăn với ông nhưng mà ông luôn thành đạt và họ là luôn luôn thất bại. Cái từ cho đó họ dèm xỉm để nói xấu ông. Ông không gì phải sợ, ông cứ tiếp tục làm những điều đó. Thưa vị, Đức Phật dạy như vậy đó. Đức Phật dạy rằng là cái người nào làm việc gì đó bằng với tất cả tấm lòng của mình, bằng một cái tâm chân chính thì được đền đáp bằng lòng kính trọng và thương yêu. Thì như vậy cái danh của ông Các Cô Độc là cái danh thật. Còn những người đi chuyên dụ dỗ những người khác, thậm chí là cho tiền người khác để người khác phải giới thiệu tôi là người tốt, người đó là người tốt. Sự việc này chắc có lẽ trong xã hội ngày nay quý vị biết rất nhiều phải không? Nhất là qua cái quảng cáo của TV rồi báo chí rồi đấy. Đầu tiên thì trên những cái trang chích mà nó chạy trong TV, nó bị thấy là rất là tốt. Rồi hàng là quảng cáo trong báo chí rất là tốt. Nhưng mà vài tháng sau thì lại báo chí cũng lại viết ra những hàng đó là hàng giả, hàng đó là hàng xấu, hàng đó là hàng độc hại được nhập mà không có nguồn gốc. Thì rõ ràng thưa quý vị, những cái danh mà danh hư thì nó tạo ra gì? Bằng một cái tâm ác hiểm, bằng cái tâm dối trá, tâm lường gạt. Thì như vậy là cái nhân khởi niệm là gì? Là sai trái. Nhân khởi niệm là lừa dối, cho nên đi đưa đến một cái danh hư, nó chỉ đạt được một lúc nào đó rồi nó sẽ mất mãi mãi về sau. Còn nếu chúng ta cứ tích lũy từng chút bằng tất cả tấm lòng của ta, toàn tâm toàn trí để mà làm cho đúng đắn, thì kết quả chúng ta sẽ được hưởng một niềm vui. Cũng như quý vị đây, quý vị đến chùa, quý vị tu học Phật Pháp, thì lần đầu tiên quý vị đến chùa, quý vị cảm thấy rất là ngỡ ngàng phải không? Quý vị không dám nói lớn tiếng, các vị không dám đi thẳng vào chùa. Nhưng dần dần rồi khi quý vị đến chùa rồi được ni sư chủ trì hay thầy chủ trì gì đó là tin tưởng, thì quý vị vào chùa rất là tự nhiên, có phải không? Rất là tự nhiên, thậm chí giao công việc cho quý vị luôn. Thì lúc đó quý vị trở thành là chân thật Phật tử.
Bằng cái gì? Bằng tâm chân thật. Mình đến với Phật Pháp bằng một tâm đến để học hỏi, để nghiên cứu, để hỗ trợ, thì cái tâm đó sẽ được đền trả bằng mọi người quý kính, chư Tăng Ni là luôn luôn tin tưởng quý vị, thì cái đó là danh thật. Còn có những người đến chùa lợi dụng nơi tam bảo để rồi nói là tôi là Phật tử để mua bán, để kinh doanh, để rồi tạo những điều gì sai trái khác, thì một thời gian nào đó sự thật nó sẽ được phơi bày ra. Thì lúc đó người đó là vui hay là buồn quý vị? Đó là như vậy thôi. Đấy là danh và danh hư. Thế nhưng trong cuộc đời này ai cũng muốn danh hết, có phải không quý vị? Hỏi quý vị thì quý vị khó trả lời, nhưng chính thầy đây cũng muốn danh và vẫn cầu danh. Nếu không cầu danh thì thầy đâu có đi học hỏi, đi nghiên cứu, đi nhờ sự trợ giúp của các thầy huynh đệ Phật tử để rồi mình có cái cơ hội đi sang nước ngoài học nghiên cứu. Đó cũng là cầu danh đó quý vị. Mà khi cầu danh rồi thì cái danh đó nó nhiều khi nó tổn hại, làm hại lại mình. Đấy là một điều rất là nguy hiểm. Mà chính thầy đây cũng bị những cái danh đó nó làm cho khổ đau rất là nhiều. Bởi vì mình cầu danh thì dám cầu danh. Mình muốn ngồi cái ghế này thì ta muốn ngồi cái ghế này. Một vị giám đốc của một cơ quan, có bao giờ vị giám đốc được ngồi mãi mãi không? Tại vì trong cơ quan đó có rất là nhiều người. Thì vị giám đốc đang ngồi, cái ghế của vị giám đốc đó, đó sẽ bị dòm ngó bởi những người phó giám đốc. Hay những người là ngồi kế một bên ông. Cái ghế của ông đó nó không biết mất bất cứ lúc nào. Thì quý vị xem phim ảnh, những chuyện bạn bè cùng làm công việc với nhau, thì đây xã hội nó dạy cho thầy đây là như vậy đó. Rồi nó phản phúc nhau đó. Cũng như gì? Cũng vì danh. Nhưng mà dù cái danh mà mình mong cầu dù cho nó là thật đi chăng nữa thì cũng là nguyên nhân của khổ đau. Mà cái danh hư còn là tệ hại hơn nữa. Chứ ngươi làm người Phật tử thì chúng ta cần phải biết đến chùa bằng một cái tâm là học hỏi Phật Pháp, để rồi chúng ta biết cách hành xử để điều phục lấy cái tâm mình, để đem những điều tốt đẹp mà Đức Phật đã truyền trao và các thầy đã hướng dẫn cho mình, để mình sống và mình đối xử với gia đình mình, với những người thân bằng quyến thuộc của mình, hay là những người lân cận với mình, để cho họ thấy rằng mình là một người Phật tử có đủ niềm tin để người ta tin rằng người Phật tử luôn luôn là những người tốt đẹp, thì đó mới gọi là cái điều tốt đẹp. Còn nếu mà không á, thì chúng ta sẽ bị lạc vào một cái lĩnh vực khác, lĩnh vực đó là một cái danh hư, thì cái danh hư đó sẽ đem đến sự khổ đau cho mình và cho người. Kính thưa cùng tất cả quý Phật tử, xin phép được nói thêm một chút xíu về nỗi khổ đau khi con người tham đắm vào cái danh. Nếu như chúng ta tham đắm vào trong vật chất, tham đắm vào trong cái sắc tướng thì nam nữ đều bằng nhau. Nhưng riêng về cái tham đắm về danh á, tiếng khen, tiếng thơm hay là danh là sự mà tán thưởng của mình á, thì phần đông là nam giới bị kẹt vào cái tham đắm này. Phụ nữ thì quen với là khuôn sân cháy bếp, quen với lại bầy con, với lại đám lúa, đám mạ rồi. Cho nên là không có kẹt về danh. Nhưng mà đàn ông đa phần họ muốn khẳng định vị trí của mình trong gia đình, trong xã hội hay là trong một lĩnh vực nào đó, bắt buộc họ phải có một vị thế. Vị thế đó khẳng định mạnh chừng nào, bám chặt chừng nào, kiên cố chừng nào thì cái danh nó sẽ cột những người đó xa hơn, nhiều hơn và chặt chẽ hơn. Đừng nói ai xa, thầy đây. Thầy đi tới chùa nào mà Phật tử mà thờ ơ, không đón tiếp nồng nhiệt, đừng hòng lần sau thầy tới đó. Âm thầm thầy biết cái tâm ham danh nó vẫn tồn tại trong lòng của thầy, nhưng mà khéo léo che đậy, không có biểu hiện ra. Không biểu hiện ra thì không phải là không có. Ai biết chuyện gì trong ruột của trái ổi, phải không? Ở ngoài nhìn thấy ổi sắc lại vẫn thơm, vẫn đẹp, da vẫn láng, vẫn trắng, bỏ ra nó đầy những cái thứ mà không thể dùng được.
Cái ham danh này là người đàn ông bị nhiều. Thầy chỉ xét trên nền tảng của thầy là một người đã xuất gia, đã bỏ hết rồi đó. Bỏ cả sự nghiệp, bỏ cả công danh, vậy mà đi tu làm gì cũng còn ham danh. Bị nhiều lắm, bị nhiều vô cùng. Ở đây thầy không muốn nói nhiều là tại vì nó sẽ bài ra hết những cái xấu xa tội lỗi của người học Phật, trong đó có hàng ngũ tăng lữ xuất gia. Nhưng để cho chúng ta thấy được rằng xuất gia là một chuyện, tu tập là một chuyện, nhưng để đừng để cho cái danh nó chi phối mình lại là một vấn đề khó vô cùng. Tham đắm vào danh thì đàn ông bị kẹt nhiều. Bây giờ quý vị thử làm một cái cuộc phiêu lưu nho nhỏ ở những quán cà phê buổi sáng đi. Buổi sáng là mấy ông đi uống cà phê nhiều, phải không? Phải không mấy chú mấy bác? Quý vị chỉ cần đi rảo một vòng tới mấy quán cà phê xem có mấy ông nói cái gì. Quý vị cứ lặng lặng đi nghe. Mấy ông nói thời sự, nó đủ chuyện hết. Nhưng mà chuyện nào nó cũng gắn liền tới cái danh, cái vị của những con người làm nên sự nghiệp hay không làm nên sự nghiệp. Nó còn kèm theo cái sự bình luận rồi, khen rồi chê. Đàn ông đặc biệt dướng vào trong danh. Mà thầy Minh Thuận đã giải thích rồi, danh nó không có thiệt. Nó giả. Nó giả danh mà. Vậy mà mình cứ tin nó. Ai khen thì mình thích. Còn không khen thì mình chờ, mình buồn. Cái danh này, người đàn ông bị dướng nhiều. Có những khi thầy suy nghĩ, tại sao mà mình xuất gia rồi, mình tu tập rồi, mà mình vẫn còn dướng vào trong cái danh đó. Tự nhiên thầy nhớ tới lúc Đức Phật còn tại thế. Quý vị biết Tôn giả Xá Lợi Phất là một vị đệ tử lớn của Đức Phật, được chính đích thân Đức Phật khen ngợi là người có trí huệ đệ nhất trong tất cả các chúng đệ tử Thanh Văn. Ai người ta cũng tôn kính Tôn giả Xá Lợi Phất. Trên là Đức Phật, dưới là Tôn giả Xá Lợi Phất, được xem như là bậc giáo thọ, gương mẫu để dạy các thầy. Vậy mà có mấy ông thầy kia chê, hơi sức nào mà nghe cái ông già Xá Lợi Phất đó, ông lẩm cẩm lắm rồi. Ông già Xá Lợi Phất đó có cái gì đâu mà hay ấm nhơ ấm nhất và khù cú đế. Rồi có mấy ông thầy bà Tám đem lên mét Đức Phật. Bạch Đức Thế Tôn, bữa nay có mấy thầy tỳ kheo đó là phỉ báng Tôn giả Xá Lợi Phất. Đức Phật cũng im, Đức Phật không nói gì. Rồi qua bữa sau cũng có mấy người lên mét. Rồi á, lôi mấy ông đó ra đôi chối với Đức Phật luôn. Đức Phật hỏi có không, thì mấy vị đó nói, thì con thấy Tôn giả Xá Lợi Phất không có gì đặc biệt, cho nên con nói thẳng. Thì mấy vị kia mới nói, ông là người xuất gia sao, ông xúc phạm đến các thầy tỳ kheo như thế là ông không có đúng pháp, không có đúng luật. Làm như thế là tâm của ông á là không có tu được. Đức Phật mới nói, Tôn giả Xá Lợi Phất có động tâm hay không mới là chuyện quan trọng. Còn ông đâu có mắc mớ gì đâu mà ông động tâm, ông đi lên 5 mét. Nhưng tuy nhiên Đức Phật cũng dạy các thầy tỳ kheo là không được nói xấu người khác, không được chê bai, không được phỉ báng người khác, nhất là đối với những người tu thanh tịnh. Vì quả báo mà của cái việc phỉ báng những người tu thanh tịnh, đời đời sẽ bị sanh vào những cảnh giới tâm tối, không có ánh sáng của Phật Pháp. Nhưng mà quý vị biết đó, người ta khen riết cái nó quen. Mình đi tới đâu cái được người ta đón tiếp nhiệt tình riết nó cũng quen. Đi tới chỗ nào người ta không khen, tới chỗ nào người ta lạnh nhạt, cái tự nhiên trong bụng này, chỗ này mai mốt mời sức mấy mà tôi đi. Phải không quý vị? Cái danh á, cái tiếng khen á, nó làm cho con người ta quên đi thực tại đau khổ. Tham đắm vào danh sẽ làm cho chúng ta khổ. Mà quý vị biết á, khổ nhiều khi đến cuối đời cũng còn khổ. Thỉnh thoảng có mấy người nghệ sĩ mà thành danh từ thập niên 50-60 đó, quý vị nhớ không? Những nữ nghệ sĩ, những nam nghệ sĩ, những tài tử minh tinh bàn bạc thời xưa, thỉnh thoảng có đi tới chùa thầy, ở đây xin phép thầy giấu tên, tới chùa thầy đó, còn gửi cho thầy mấy cái danh thiếp mà chụp cái hình mà của 1960. Tức là cái hình mà một thời vang bóng ở trên bàn bạc cách đây 50 năm á, và thời đó nổi tiếng rồi, và còn đưa cái danh thiếp cho thầy coi, thầy thấy đúng là cũng là đẹp, đẹp thiệt á, nhưng bây giờ nhìn kỹ lại, hú hồn. Cái tiếng khen nó làm cho con người ta khổ, khổ triền miên, không bao giờ dứt ra được. Và cái khổ thứ tư làm cho chúng ta phải phiền muộn, đó là sự tham đắm vào ăn uống. Không biết quý vị ham ăn không?
Nhưng mà thầy hơi ham ăn. Giống như hồi trưa này, thầy thấy cái tô kiểm chỗ thầy ăn quá trời ăn, xong đau bụng gần chết. Mà phải công nhận nấu ngon, chắc nấu nước dừa nhiều dữ lắm. Mà nấu sang trọng lắm. Hồi xưa kiểm ở dưới quê là đồ tùm lum là la ta bỏ vô nấu, phải không? Đằng này là chọn lọc nấu toàn là đồ cao cấp không à. Táo tàu, hột sen, cà rốt. Mà cà rốt sắc thành bông thành hoa nó kìa. Dừa sợi, mà điều dừa hơi già. Thầy Minh Thường cũng ăn. Thầy nói lâu lắm rồi tôi mới ăn kiểm. Ăn ngon quá mà có đau bụng không thầy? Tôi đau bụng quá. Ham ăn. Rồi bánh đủ thứ, bánh bò thầy là ăn giặt. Mà hồi xưa nhà thầy ngay cái chợ, cho nên ăn hàng dữ lắm. Không cần cơm. Mở cửa ra là ăn hàng, ăn từ sáng tới tối ngủ thôi. Ăn đau bụng cũng ăn. Bởi thầy Minh Thuận đã lâu thầy hay nói hoài. Thầy nói ông thế nào cũng chết vì cái miệng ông. Chết vì ăn á. Mình mới thấy trong kinh nó đúng á. Quả tùng khẩu xuất, bệnh tùng khẩu nhập. Tức là tai họa do cái miệng của mình nói ra. Nhưng bệnh hoạn là do cái miệng đưa vô. Tức là mình ăn không đúng. Nhưng mà thầy không biết làm sao, thầy có cái bệnh gì cản lại không được. Thấy thèm ăn, bệnh cũng ăn. Lúc thầy bệnh ở trong bệnh viện, quý vị biết có cái chị y tá đó, mỗi ngày đem cho thầy một bịch bánh bò. Mỗi ngày chỉ đem cho chị cúng dường thầy một bịch bánh bò 2,000. Mấy bác sĩ la quá chừng, mấy bác sĩ nói, trời ăn cái này nó nặng bụng lắm, ăn không có tiêu. Thầy nó kệ nó, chết cũng ăn, thèm. Ham ăn. Cái ham ăn này á, quý vị dễ thấy lắm. Ngồi trên bàn ăn, mấy người mà khiêm tốn mà không gấp á, quý vị để ý coi con mắt họ nhìn ở đâu. Họ không gấp chưa chắc là mấy món kia thoát khỏi tầm nhìn của họ. Thầy có kinh nghiệm. Thầy có kinh nghiệm lắm. Họ đó đi vô chùa tu nó khổ lắm, không tin nổi thầy Minh Tượng. Khổ lắm, không phải đơn giản đâu. Dọn một mâm bốn thầy ăn, là một cái miếng đậu hũ đó, chẻ ra làm hai, rồi cắt lại làm hai nữa là ra bốn miếng mà nó nhỏ gì nè mà mỏng dánh nè, rồi chiên lên. Nó vừa cúng quá đường xong là bốn đôi đũa chĩa vô cái dĩa đầu tiên nhất, còn rau luộc là từ từ gấp sau. Có một lần thầy kể quý vị nghe rồi, thầy đi nhập thất đó. Nhập thất thì hạn chế ăn uống lắm, ngày ăn bữa mà đơn giản. Tới cái bữa cuối cùng đó, bưng tới cho thầy một ly sinh tố với một ly nước trà đá. Thầy bưng ly sinh tố, thầy uống một hơi từ đầu tới cuối, uống xong bỏ xuống. Nó trời, cái mặt mày ham ăn quá, mày thành Phật cái gì cũng biết. Bỏ xuống rồi mình mới phát hiện ra mình ham ăn. Còn lúc mình cầm lên không có thấy. Cho nên thầy rút kinh nghiệm. Từ đó tới sau cái ta dọn ra cái thầy chụp ngay cái ly trà đá uống. Mà con mắt thì nhìn ly sinh tố. Tức là cái tâm tham của mình bắt đầu nó chuyển giai đoạn rồi. Nó vi tế hơn, nó nhỏ hơn. Nó không có hiện ra thô nữa mà bắt đầu nó lấn, nó chìm vào bên trong. Nhưng như thế không phải là nó hết, không phải là nó mất. Tham đắm vào ăn uống nó làm cho con người ta khổ lắm. Hồi đó thầy có nhận một chú đệ tử, quý vị biết, 12 tuổi nó vô chùa, ngoan lắm, học giỏi lắm. Mà càng ngày sau nó càng ốm, càng xanh, đem đi khám bệnh không ra bệnh gì hết, chỉ suy dinh dưỡng. Nó ăn không được, chú ăn không được. Cái con bữa đó chú nói, bà thầy con thèm con cá quá. Trời ơi, tự nhiên nó thèm con cá. Thầy nó không được, con tu là phải ăn chay, không có ăn cá được. Ăn con cá vô là tu không được. Cái chú mới nói, con thấy ở chùa mấy cái sư kia có ăn cá, ăn thịt đó, người ta đâu có chết đâu. Nói là mình bó tay mà không trả lời được. Tại vì có những tông phái là ăn ngũ tịnh nhục hay tam tịnh nhục, mà có lần thầy đã giải thích trong cái chủ đề ăn chay đó. Thầy nói không được, mình tu theo bắt truyền Phật giáo là phải ăn chay, không có được lấy cái sự sống của loài khác để đắp đổi cho sự sống của mình. Cái chú nói chú thèm quá, cái nó bệnh, nó đổ bệnh. Nó nói bây giờ cho con ăn đi, cho con ăn cá để ăn lần thôi. Cuối cùng á, cái thầy đi nói với là một cái gia đình, cái anh chị đó. Cái anh chị nói được rồi, con có cách rồi, dẫn chú ra đây. Thế là cái gia đình nó mua cá biển về. Quý vị biết nấu á, mà không bỏ muối, không bỏ hành, không bỏ tiêu, không bỏ cái gì hết. Giống như luộc vậy đó. Mà để luôn dãy luôn đồ ra. Cái chú vừa bưng lên, chú vừa gắp lên miệng, cái chú ói quá trời. Từ đó tới sao con bị dám ăn cá. Hết ăn cá, hết thèm luôn. Đúng là vợ chồng họ cũng thông minh á. Hết thèm luôn. Không có thèm cá nữa. Thầy thấy cũng là phương tiện á. Cá biển nó tanh như lắm. Quý vị thấy máu nó tanh á, cho nên phải bỏ tiêu cho thiệt là cay, bỏ ớt cho cay, bỏ hành cho nó hôi, hành nó hăng lắm, rồi bỏ nước màu cho nó mất đi tất cả những cái gì đang có nó, vậy mới ăn được. Chứ bây giờ để nguyên thì dám ăn không?
Đó. Vậy mà buông ra ăn còn chê gà dây nhách, cá xương không, ba khía không có thịt. Có nuôi người ta ngày nào không mà ăn mà chê? Quý vị có không? Im lặng là có. Cái ăn uống đó nó cũng trói buộc mình, nó cũng làm cho chúng ta không có thể nào thoát ra được. Mình nói ra là mình làm cái giọng như mình cao siêu lắm, là thánh hiền, nhưng thực chất mình không rời được những cái món ăn mà mình thích, thì như vậy đó là mình cũng còn đầy dẫy những khổ đau chính những thức ăn.